chào các bác nhá. Hiện giờ thì nước đang lên đến chỗ đầu nguồn nước các bạn. Đây là nguồn nước dẫn về ao của bên Hạ Thành Quán. Đấy, hôm nay Hà Giang là mưa lũ lụt 3 ngày 3 đêm hôm nay rồi. Bây giờ nước rút một tí thôi. Đấy. Nhưng mà bây giờ vẫn đang rất là nhiều. Đấy, tối qua các bác biết là nhìn cái lượng nước nó tràn lên tận mép hết đây. Bên trên của đập thủy điện đây các bác đấy. Đấy, nó quét lên hết tận trên này rồi. Kinh khủng luôn các bác. Mà hôm nay cả ngày rồi nước vẫn rút được từng này thôi. Bây giờ tình hình vẫn đang mưa to nhá, nước vẫn tiếp tục dâng dâng này. Mây đen nó kéo đến là mầm này. Giờ mà ước phải tránh đang đi lên xem nên là có kiếm được nguồn nước ở trong ao không. Đấy, đây là nước về ao nhá. Thắng nghe được không? Về không? Đấy, bởi vì nước ao, toàn bộ nước ao ở Hạ Thành Quán nhá. Còn cái nước uống mà nước sinh hoạt thì nước dùng nước nguồn thôi, không ảnh hưởng gì. Mưa gió lũ lụt thì không ảnh hưởng gì đâu. Đấy. Nước nguồn là ở khu vực trên đấy để về nước sinh hoạt, còn đây là nước ao, nước ao ấy, ao ở nhà hàng ấy. Có một ống thôi nhưng mà bây giờ nó tắc hết toàn bộ rồi. Đây bà con hàng xóm ở trong thôn là vẫn dùng nước ao là cũng dẫn từ đây xuống này. Đây còn đây là những cái nước nguồn dẫn từ qua đây cơ. Các bác nhìn thấy nước nguồn dẫn qua đây. Nước sinh hoạt đấy. Cũng kinh khủng luôn các bạn. Mấy ngày hôm nay ở Hà Giang tối qua một trận mưa to, mưa cả đêm luôn. Bây giờ là không xuống được cái đường này. Đấy, nước dẫn ở đây cùng với đập thủy điện này xuống chui qua đây. Qua đường này đi qua bên kia. Nhưng mà nước to quá không xuống được luôn. Khủng khiếp luôn các bạn. Bây giờ là 4 giờ chiều rồi. Bây giờ chỉ đợi nó xuống một tí nữa thôi là có thể mò ra mấy cái ống đen đen kìa. Và nước về ao được là cá nó không chết. Bây giờ nó đang sục oxy quá. Đây, tối qua nước nó dâng lên tận đây nhá. Lên lên mấy cái ống này qua gần cái gốc cột điện đi kìa. Chuyện to kinh khủng luôn đấy. Thực ra lúc nào mưa thì nước mới dám lên đây. Nước thì mới dám lên đây chứ còn nhân viên nhà hàng ít ít thì mới dám lên đây lắm. Nước là người bản địa ở đây mới dám lên xem nguồn nước này. Đây, nguồn nước về ao. Nước không về thì cá lúc nào gọi là tùa luôn đấy các bác. Nước các bác biết chảy hai bên ở đây luôn. Đây cũng ở khu vực đầu nguồn rồi nhá. Còn nước nguồn của bà con ở trong thôn Hà Thành dùng thì các bác dẫn qua ống như ông này, dẫn ở bờ bên kia. Mưa gió là nó không sợ nhưng mà lấy nước ở ao thì lấy nước này. Giờ mưa lũ cái là nó bị tắc. Một năm đấy thì một hai lần thôi. Giật cái là bị cụt đấy, cụt hết nguồn nước rồi.
Anh ơi, anh ơi, được không? Đây, các bác này đấy, cái nguồn dây ống nước là luồn theo cái khoa từ cái chỗ khe thủy điện này đi xuống này. Được không? Nó không rông được đâu, nó tịt ở trên đầu nguồn rồi. Không đến đâu. Không đến, cái vòi kia thoải mái. Vòi nào? Vòi để sang cái vòi kia, tăng tiếp tay, giờ kéo về lại. Làm gì chọc đến lên trên kia? Làm gì chọc đến? Chọc ra sỏi ra gì, ở đâu đầu trên gì? Nếu mà chọc đấy thì là chọc cả hai ống luôn. Thực ra là chỗ ao của nhà hàng mất nước được 3 hôm nay rồi các bạn. Đấy, ước với Khánh nói chung là anh em cứ cố gắng khắc phục thôi. Bởi vì là đây là nguồn nước và ao thôi nhá. Đấy, không phải nước sinh hoạt. Nếu mà nước sinh hoạt thì mưa gió là nó không ảnh hưởng. Đây là nước dẫn vào ao để mà thả cá thôi, sợ cá chết thôi các bạn. Nhưng mà nước có xuống không? Thử dẫn ra đây mà. Đâu? Vẫn ra à? Ra ít à? Thế sao nó lại tịt nhỉ? Đấy, những cái nước này thực ra cũng là nước của bà con ở trong thôn lấy đi để mà cho vào ao thôi. Thế đợi lên đây một tí đã. Cứ kệ nó tháo ở đây. Bây giờ một tí nữa nếu mà nó không mưa thì nước rút cơ mà. Đợi một tí. Wow. Xả đây rồi. Xả rồi, đây thủy điện nó vừa xả cát rồi. Đây, cái này họ nâng lên để xả cát đây các bạn ơi. Đấy, từ cái chỗ dầu này. Xả cát đấy, sợ cát lắng xuống nó họ xả ấy. Đây, Khánh tối qua biết là nước nó lên tầng này cơ mà. Thế nó lên đến tận đây nha các bạn nhá. Nó tràn hết qua cái khu vực này. Nhìn thấy cỏ cây nó lật hết sang bên bờ suối đây các bạn biết rồi. Nó tràn hết ra đây. Hà Giang sáng nay lúc mà ước đi ra Hà Giang thì 7:30 là ngập cục bộ luôn. Ngập hết các trục chính ở thành phố Hà Giang các bạn. Ngập đến phía dưới đầu cầu Yên Viên 2. Đây mà tí nữa đợi thế Hoàng nên giữ thông ra xem có được không. Cái nguồn nước là lấy ở đây nhá. Nguồn nước lấy về ao nhá các bạn nhá. Đây, nước ai nước nguồn nó bị tụt hết ở đây này. Thế này uống được luôn mà. Nước sạch mà. Chắc là do dung quá nên nó bị tụt. Họ còn kéo cát ra bên răng bên cái sông đấy ở tỉnh này. Trên này toàn cây nứa với cả cây giang thôi. Đôi khi anh em lên đây thấy nước nhiều này thì không dám xuống đâu. Dám xuống ở bên dưới này các bạn. Lên đây chỉ chắc để ngắm thôi.
xuống thì lên xem thôi, thôi nếu mà không được thì thôi Khánh ạ, đi về đi. Tí nữa mình lấy máy bơm lên là được, không sợ đâu. Tí lấy máy bơm lên là được, không cần đâu. Khánh đang tháo những cái này ra các bạn. Nó về ít thôi nhưng mà nó bị tắc một phần à, lũ nó to quá. Nên là cáp với cả giáp nó mắc rồi đây. Xuống ít này nó hay bị e ống này. Đấy. Có một ống này rồi. Nó hay bị e. Đấy cái gì để thông qua. Chọc lên ngược một cái để cho còn sỏi cáp nó bay ra, nó ra được. Cái bó ống này thực ra là nhiều ống mà không có nước đâu các bạn. Bỏ hết rồi. Thôi nếu có ấy thì vặn vào kẽ đi. Không sao đâu. Xuống đây là ra đất đây phải. Thế kéo lên nào, kéo lên phát nào. Khánh ơi, kéo lên, tôi với ông đi mò trên kia để tôi xuống nào. Lực cũng mạnh nha. Nào đó. Ông cầm tôi nhá, để tôi xuống nhá. Nếu mà chẳng may có rơi xuống đây thì mai là không thấy video nữa đâu các bạn. Xuống đây thì nó ở trên đất kia đâu mà. Xuống đây thì nó xuống tầng của xong nó xuống tầng 2. Bây giờ chỉ đợi à Khánh ơi, con này chắc xuống được rồi, nó rút được một tí rồi. Dạ yeah. Nó rút được một tí rồi, để tôi đứng dưới đây à. Xuống không, nhưng mà cởi chân đấy nhá, xin phép các bác là cởi chân chuồng một tí ấy. À để tôi xuống mò cho ông xem. Đây nếu mà mai các bác không thấy ước ra video nữa là biết rồi nhá. Bây giờ ước sẽ xuống dưới đây. Bây giờ ra nó có bực xuống đơn giản này thôi, không vấn đề gì cả. Nhưng mà cái ống của nó là nằm ở vị trí này. Đấy, bây giờ xuống một phát đây là nói thật là với bác các bác rồi. À nhưng mà vẫn đứng được mà. Đứng được mà. Sợ gì? Chân đấy. À, cởi chân đi. Tôi xuống cho. Lo cái gì nhỉ, nhưng mà phải hai người đứng ở đây cầm nhá. Hai người phải đứng ở cái chỗ này cầm chắc chân ở đây. Cái đoạn này chắc là nước không quay được nha các bác nhá. Thực ra cái nước này nó chỉ về ở ao thôi các bạn. Nhưng mà nước ao không về bởi vì là từ hôm qua rồi. Đấy, hôm qua là nước không về rồi. Hôm qua nước nó còn lên tận đây rồi. Tràn nước khu vực này rồi.
Hôm nay ngày thứ hai rồi, nước không về thì sợ tối nay cá chết. Nếu mà nó không mưa nhá, không mưa mà nước bị tịt là cá chết ngay. Đấy, cởi áo nha các bạn nha. Tí ông phải kéo thôi nhá. Hai người đứng ở trên này, một người đứng ở dưới kia trụ đấy, tôi bước xuống kia phát là được. Đây một tí. Vẫn nước vẫn hơn một tí thôi, nói chung hơn một tí. Hơn một tí, nước con này hơn một tí. Thực ra thì ước là người ở đây ước biết nước kiểu gì ước mới dám xuống thôi. Chứ nhiều người nói thật là ở đây kia như Khánh là không dám xuống luôn. Nhưng mà ước cảm thấy an toàn xuống được thì ước mới xuống nha. Đấy. Chứ không phải là làm nhiều đâu các bạn. Yên tâm luôn là như thế. Và đang có người để lấy dây mình phải buộc chắc ở đây này. Đấy, buộc chắc ở đây, hai người kéo ở đây. Đấy, xong một người sẽ cầm dây ở dưới kia, nó mà nó tụt xuống thì mình mới cầm được dây. Đấy, không mà rơi xuống đây thì tỷ lệ là 50-50. Các bạn biết là xuống đây thì thực ra nó không có cát, không có cây gì cả. Hôm nay lật cái là xuống đến vũng ba kia là chắc là an toàn. Đấy, thực ra nó không đơn giản đấy. Nhưng nhiều bác không biết bơi, nhìn cái này là chắc là xuống là còn là chùa luôn đấy, nhưng mà thực ra nhiều người xuống đến đây rồi nên chui ra kia bình thường. Đây các bác ấy, vừa ba anh em mới đỡ Khánh mới đỡ chị em Diếm nhé. Vừa ở chi đi trên lên chân đập này mấy anh em vừa lội luôn, nước phải trần nước lội phải cũng moi nước, nhưng mà nó thông rồi, bây giờ phải thông ở bên dưới này đây. Anh em đang lấy thêm cái ống để mà chọc lên, bởi vì cát hôm qua cát nó vào nhiều quá các bạn. Trên kia là lũi, tôi lội xuống là không có gì đâu. Ôi dồi ôi, cát nó nhiều này cơ mà nhiều. Đấy. Trên là nó, ở trên cái đầu nguồn thực ra là nước nó mạnh quá, nó bay sạch ở trên đỉnh rồi. Ôi dồi ôi, cát nó nhiều này cơ. Phải cầm cái này nó lên. Cầm cái này này. Ok. Đây ông chọc đây. Đấy, làm mầm này. Nói tôi mò xuống dưới kia là không có gì rồi. Mò đầu ống là không có rác đâu, bởi vì nước nó mạnh quá nó bật đi hết rồi. Đây chắc là từ lúc cát nó xuống gần thì nó lắng ở trong này đấy đúng không? Đấy, bởi vì đường ống nó đi qua đường này các bác. Đi qua đường bình thường này. Nên là nó hơi bị võng xuống là cát nó lắng. Cái bình thường mà không phải mùa mưa nước này không bao giờ mất luôn, nước lúc nào cũng đều luôn, nước dẫn vào ao này. Nó vẫn bị tắc một tí từ từ đấy. Toàn cát này. Chọc lại một lần nữa nè Khánh. Tớ cầm này đâu, em chọc. Tớ cho nó rồi. Nào chọc hết tầm đi. Đem cái dây này đi.
đừng để cho nó đi, đừng để cho nó gập, không nó vào đây thì ông chọc Vân đi. Đấy, cố lên. Có lên vừa nghỉ vừa làm thôi. Thực ra nó mất một ngày không sao, mất hai ngày là nó có vấn đề luôn này. Để anh em phải cố gắng nhá. Cả nguồn nước của nhà rước bây giờ cũng mất luôn các bạn. Sao nó không thông ốc một phát nhỉ? Một phát đây. Úp vào xem mà. Được ngược lên úp xong là thả xả ra một phát đây. Được. Đấy, úp vào nhá. Cái thông một phát là bỏ xuống luôn. Đấy nó vẫn ép mạch mà nhờ. Ừ. Sao? Không ra đầy ống nhỉ? Còn có cáp chờ vầm. Đấy, đây các bác nhìn đây, nước dẫn về ao không về cái là ao nó hơi cạn luôn. Bây giờ vừa sửa xong về hết rồi các bác. Tí nó chắc là tí nó mới xuống đoạn kia, nó đang bị đấy. Bây giờ không mưa nữa không sao đâu. Mưa 2 ngày hôm nay, 3 ngày hôm nay. Đây các bác nhìn đã ao cá này. Bắt đầu nó không có nước phát là nó sẽ bơi lung tung kiểu này nhá. Đấy. Nhưng mà thời tiết mát thì không sao các bạn. Nếu mà thời tiết nóng ấy, nóng mà mất nước thì nó gọi là nhanh tùa lắm. Đấy, nhưng mà có nước xuống thì nó không bao giờ nó bị sao cả. Đấy, nên rất là yên tâm. Bơi thành đàn này. Thôi cái ơi, thế nhá, nước về rồi, yên tâm rồi nhá. Bây giờ không mưa nữa không sợ đâu mà. Đấy, nước về hai ao, không lo rồi các bạn. Một ao đằng trước này nữa, nhưng mà khi nó về đến đoạn kia thì nó sẽ tràn ra đây bên này. Ước cũng xin kết thúc video nhá. Hôm nay lên hỗ trợ anh em gọi là sửa nguồn nước một tí các bạn, bởi vì Ước là người ở đây nên là Ước nắm rõ được cái nước nó đi thế nào hay là gọi là kiểu gì ấy. Khánh thì cũng biết rồi nhưng mà đôi khi là cũng không biết được 100%. Nên là hôm nay Ước lên hỗ trợ một tí ở trên khu vực nhà hàng ấy. Ngày hôm nay Hà Giang mưa gió to lắm các bạn. Bây giờ ngồi nhiều điểm ở ngoài thành phố là bây giờ đang dọn rửa rất là căng thẳng đấy. Nước ngập nhà nên là bùn đất nó vào nhà hết rồi. Kín mít rồi. Bật hết điện lên đi Báo ơi. Đấy, bắt đầu gần tối thì bật hết đèn lên. Xong là cất mấy cái ống này đi. Cuộn hết mấy cái ống này cất đi nhá. Khách chuẩn bị đến rồi đấy, cất gọn hết đi. Rồi chắc là Ước cũng xin kết thúc video nha các bác nhá. Các bác lên du lịch Hà Giang nhá, có thể ghé vào Hạ Thành Quán.
các bác liên hệ đặt cơm qua số điện thoại là 0354 833 833. Đấy, địa chỉ là thôn Hạ Thành, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 6 cây thôi các bạn. Bật hết điện lên đi, xong là cất hết gọn ống này đi nhá. Tí nữa sẽ điện cả điện năng lượng là sáng trưng luôn cả khu này các bạn. Các bác nhìn bãi đỗ xe này cực kỳ thoáng luôn. Đấy, điện bắt đầu lên đấy.